Mình thì là dược sĩ Liễu, hiện tại thì đang công tác ở dưới Nam Định, và trong cái dự định thời gian sắp tới thì mình có mở một nhà thuốc, và thực sự thì đây là một cái nhà thuốc mà cũng khá tâm huyết của mình, cũng cả phải nói là tâm huyết của mình cũng cả gần 20 năm, nhưng mà bây giờ thì mới dám mạnh dạn, sau rất rất nhiều năm chuẩn bị về cả kiến thức chuẩn bị chuyên môn cũng như tất cả mọi vấn đề, thì đến hiện tại bây giờ thì mình mới sẵn sàng để mở một nhà thuốc tâm huyết riêng cho bản thân mình để có thể giúp cho mọi người trong cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thì thực sự thì khi mà trước thì mình cũng có làm việc với các nhà thuốc, đặc biệt là các nhà thuốc lớn ở các tỉnh cũng khá nhiều, nhưng mà đến hiện tại bây giờ khi mà bản thân mình được tự set up một nhà thuốc ấy, thì thực sự thì có những cái, bởi vì nó là nhà thuốc tâm huyết của mình, cho nên đôi khi là những cái chi tiết tỉ mỉ, ví dụ như làm tủ quầy kệ như thế nào, thì thực sự mình cũng rất là lo lắng, nhưng cũng rất là may đó là qua một khóa học mà mình biết đến dược sĩ Phương Trang, có theo khóa học của cô, cũng như là được sự hướng dẫn dìu dắt của cô, thì ngoài cái việc mà mình có thể được biết rộng hơn, sâu hơn, và mình hệ thống lại được toàn bộ các kiến thức chuyên môn cũng như là các ca thực tế lâm sàng, bên cạnh đó thì mình còn được cô Phương Trang hỗ trợ cho cả việc set up về hệ thống tủ quầy kệ như thế nào, rồi là các bước để chuẩn bị cho việc khai trương ra sao. Và có một điều đặc biệt đó là có lẽ rằng chắc là ít học sinh nào, ít học trò nào mà có thể là của các khóa học trước như thế nào, và đặc biệt là trong khóa học của mình thì mình cũng rất là mong muốn được cô có thể đồng hành, không phải là của hiện tại nữa, mà cả trong những ngày khai trương cũng được cô đến để thăm nhà thuốc cũng như là được đồng hành cùng với các bệnh nhân, và kể cả trong cái quá trình sau này thì mình tin chắc rằng với cái sự tâm huyết của cô Phương Trang thì cô sẽ luôn đồng hành cùng với lại các học trò của mình trong cả cái quá trình sau này, trong việc tư vấn hướng dẫn cho các bệnh nhân. Qua đây thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới cô Phương Trang, đã dành phải nói là vô vàn những cả cái thời gian, công sức, cũng như đặc biệt đó là phải là một người đặc biệt có cái tâm vô cùng lớn thì mới có thể dành nhiều thời gian được như thế cho các học trò của mình. Xin cảm ơn.